Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin phép chia sẻ với các bạn một vài cái kinh nghiệm giúp chúng ta có thể lựa chọn được cái bóng đèn giá rẻ và chất lượng cao. Như các bạn đã biết thì máy chiếu hiện tại đã khá phổ biến trên thị trường hiện nay, và hầu hết các cái loại máy chiếu sử dụng bóng đèn halogen đều chiếm trên 95% thị phần máy chiếu có mặt trên thị trường. Thì gần như sau một thời gian sử dụng thì các cái bóng đèn nó đều phải xuống cấp, hoặc là một số bóng thì nó hư thì chúng ta phải tiến hành thay thế bóng đèn khác để có thể lựa chọn được một cái bóng đèn với chất lượng tốt và chế độ bảo hành nghiêm túc cộng với lại giá thành hợp lý. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái kinh nghiệm sau đây. Thứ nhất là chúng ta hãy lựa chọn những cái đơn vị cung cấp uy tín, những cái đơn vị mà người ta chuyên về lĩnh vực máy chiếu thì chúng ta sẽ mua được cái bóng đèn chất lượng nó sẽ đảm bảo. Thì thứ hai là chúng ta lựa chọn những cái công ty mà người ta đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực máy chiếu thì thường thường chúng ta sẽ mua được những nguồn bóng đèn chất lượng tốt. Và quan trọng nhất thì chúng ta cần phải lựa chọn một cái bóng đèn đúng với cái model đèn máy, thì đây là một cái điều bắt buộc, vì có nhiều trường hợp chúng ta mua phải những cái bóng đèn thay thế hoặc là những cái bóng đèn tương thích nó không đúng với cái model đèn máy thì nó tuổi thọ nó sẽ không có tốt và nó sẽ không đảm bảo cường độ sáng. Thì tôi chia sẻ với các bạn một vài cái kinh nghiệm. Đối với cái bóng đèn máy chiếu thì có một vài cái thông tin các bạn lưu ý là một cái bóng đèn có thể sử dụng được cho nhiều cái máy chiếu khác nhau chứ không phải là toàn bộ nha, không phải là toàn bộ. Ví dụ một cái bóng tôi đang cầm trên tay, đây là một cái bóng 230W của hãng Osram. Bóng này có thể sử dụng được cho các loại máy chiếu có cường độ sáng khoảng từ 2.500 đến 3.000 lumen. Nó tùy từng model, tùy từng cấu hình. Tuy nhiên thì một cái bóng loại này có thể sử dụng được cho rất là nhiều các loại máy khác nhau, nhưng không phải tất cả nha các bạn, không phải tất cả. Và cái cách phân biệt mà chúng ta có thể phân biệt được những cái bóng đèn có thể sử dụng được cho những hãng khác nhau đó là chúng ta phân biệt theo cái độ phân giải và độ sáng. Thì thông thường những cái máy chiếu có cường độ sáng và độ phân giải nó xem nhau thì nó sẽ sử dụng cái bóng đèn có công suất giống nhau. Và vì thế thì trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều các cái đơn vị cung cấp và nhiều nhà sản xuất khác nhau. Thì khi chúng ta đi mua bóng đèn chúng ta thay thế thì chúng ta phải làm sao đó chúng ta biết phân biệt được cái bóng đèn đâu là bóng đèn thường và đâu là bóng đèn tốt. Ở đây tôi đang cầm trên tay hai cái loại bóng đèn. Hai cái bóng đèn với công suất nó khác nhau, một loại là 220W và một loại là 230W. Thì nhìn bên ngoài thì gần như là nó không có gì khác biệt. Không có gì khác biệt. Đó, không có gì khác biệt. Chúng ta cũng rất là khó phân biệt, đặc biệt là với những cái người lần đầu tiên chúng ta đi mua bóng đèn hoặc là chúng ta đi sửa máy chiếu thì chúng ta không thể phân biệt được đâu là bóng đèn tốt và đâu là bóng đèn không tốt. Thì thứ nhất là khi mà chúng ta thay thế cái bóng đèn vào cái máy á, thì cái bóng đèn nó phải đảm bảo cái cường độ sáng như một cái máy, gần như là nếu mà chúng ta không yêu cầu thì nó không thể được như cái máy mới, nhưng mà ít ra nó phải đạt được 80-90% so với công suất thiết kế của máy. Ví dụ cái máy của các bạn là cường độ sáng 3.000 lumen thì sau khi các bạn thay một cái bóng đèn mới, ngoài trừ trường hợp mà những cái lỗi khác nó phát sinh thì tôi không nói, nhưng mà khi mà chúng ta chỉ thay thế một bóng đèn mới thì cái máy đó phải sáng đạt cái cường độ sáng 80-90% so với công suất thiết kế ban đầu. Cái thứ hai đó là về chế độ bảo hành, thì các bạn nên lựa chọn những đơn vị uy tín để chúng ta có được cái chế độ bảo hành chu đáo. Thông thường là bóng đèn trên thị trường sẽ được bảo hành từ 3-6 tháng tùy loại bóng, tùy kiểu bóng cũng như là tùy cái mức giá các bạn mua. Thường các bạn có thể mua giá cao thì người ta có thể bảo hành lâu cho các bạn. Thì cái thời gian bảo hành thì đôi khi nó không quan trọng lắm. Quan trọng nhất ở đây tôi muốn nhấn mạnh đó là cái chất lượng của bóng đèn. Thì trên thị trường thì nó sẽ có hai cái phân khúc, đó là phân khúc bóng đèn giá rẻ và phân khúc bóng đèn chính hãng. Thì tôi sẽ chỉ một cách cho chúng ta phân biệt được đâu là một cái bóng loại tốt chính hãng và đâu là một cái bóng thường bằng một cái ví dụ rất là cụ thể. Ở đây ví dụ như các bạn thấy nha, hai cái bóng đèn tôi cầm trên tay, cái bên phải có in các cái chữ màu đen và cái bên trái là cũng in các chữ nhưng mà in bằng khắc bằng laser chìm. Thì thông thường cái phía bóng đèn, bóng loại đuôi này thì chất lượng nó tốt hơn và thường thì giá thành nó sẽ cao hơn loại này. Cho nên là trong nhiều trường hợp chúng ta đi thay thế bóng đèn hoặc là chúng ta đi mua bóng đèn lần đầu tiên thì chúng ta quan tâm nhiều đến cái giá thành hơn là cái chất lượng. Vì vậy mà chính vì cái tâm lý này và cái suy nghĩ như vậy thì đôi khi chúng ta lại phải mua phải những loại bóng đèn này. Loại này thì thường tuổi thọ nó không cao và chất lượng cái cường độ sáng nó sẽ không đạt như loại này. Ví dụ hai cái loại này nè, công suất thiết kế là đều 230W cả, nhưng khi các bạn thay cái loại này thì cái cường độ sáng lên nó tốt hơn và đặc biệt là cái tuổi thọ bóng sẽ bền hơn nha. Không phải là hai cái bóng giá khác nhau mà chất lượng giống nhau được nhau nha các bạn. Ít khi có trường hợp như thế.
Ví dụ các bạn mua cái bóng này 3 triệu, trong khi cái bóng này ngoài thị trường có những cái chỗ người ta bán cho các bạn chỉ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi thôi, thì chắc chắn là cái bóng loại này thì chất lượng nó sẽ không tốt bằng loại này. Đó là một cái lưu ý. Cái lưu ý thứ hai, đó là chúng ta nên nên nhờ các cái kỹ thuật về máy chiếu, người ta chuẩn đoán và người ta xem nó là chính xác cái máy của mình có phải là hư bóng đèn hay không. Có nhiều trường hợp là máy lên bị sọc hình, hoặc là chạy một lúc bị tắt, hoặc là chạy một lúc thì máy nó tự khởi động lại chẳng hạn, thì trường hợp đó không phải do bóng đèn mà nó do những cái lỗi khác, thì chúng ta nên hỏi những cái kỹ thuật viên để người ta biết được, người ta hướng dẫn cho chúng ta đâu là một cái lỗi liên quan đến bóng đèn và khi nào là cần thay thế bóng đèn. Tránh cái trường hợp là chúng ta mua bóng đèn về, có rất nhiều trường hợp chúng ta mua bóng đèn về nhưng thực tế bóng đèn không có hư. Bóng đèn không hư thì khi đó chúng ta là phải bỏ tiền ra chúng ta mua, hoặc là chúng ta sửa một cái lỗi khác, thì như vậy thì nó sẽ không hay rồi. Và trường thì nó cũng có rất nhiều các cái kiểu bóng đèn và nhiều hãng sản xuất, và nổi tiếng nhất về cái sản xuất bóng đèn đó là cái hãng Osram. Osram là thường sản xuất các cái dạng bóng đèn dạng tròn, chúng ta hay còn gọi là bóng PVIP. Và hãng thứ hai đó là hãng Philips. Philips thì thường ta sản xuất các cái bóng đèn UHP. Đó là hai cái hãng sản xuất bóng đèn nổi tiếng nhất hiện nay trên thế giới. Và các bạn lưu ý là còn một số khác thì tôi giới thiệu, nó là hãng Epson. Đây, Epson thì nó cũng có một cái nhà máy chuyên sản xuất bóng đèn, chuyên cho các cái máy của Epson. Và về cái kiểu bóng thì nó có rất nhiều kiểu bóng, như là kiểu bóng UHP, kiểu PVIP, kiểu NSH, vân vân, có rất nhiều loại, nhưng mà hầu hết chúng đều thuộc một cái kiểu bóng là bóng halogen. Tức là cái bóng đèn nó có sử dụng cái sợi đốt, là cái đèn tim đèn là bằng cái, có cái cấu tạo bằng cái thủy ngân, tức là bên thủy ngân bên trong đó. Chúng ta gọi là bóng đèn halogen hoặc là bóng đèn công suất cao. Và để biết thêm về các thông tin về giá bóng đèn cũng như là các cái chế độ bảo hành thì các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ là linhkienmaichieu.com.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi livestream video này. Xin chào và hẹn gặp lại.